Rồi chào các bác, hôm nay em sẽ làm clip giới thiệu khui hộp cái con robot dòng Max Series. Đây là Max 80, siêu to siêu khổng lồ. Đây đây là thông số cơ bản của các cái dòng Max. Thiết kế và có tích hợp chống sét DC AC thay 2, đó là string inverter, có wifi, hiệu suất lên đến 99%, là hiệu suất của MBUT. Đó. Có hai DC switch. Đây thông số kỹ thuật cơ bản đây. Rồi, em sẽ làm cái khui hộp. Máy này. Quay cái số seri dưới, thông số máy dưới đây là xíu mình khui máy trên. Đây, đây là một cái pallet có hai máy. Nó nặng khoảng hơn 80 kg, ngang hơn 1 mét, tổng rộng này cũng vào khoảng 70, chắc 70 phân, khá là to. Okay, có huyền thoại quá. Đây em sẽ mở thùng, và xem nội thất. Quá, đây là giá treo, bộ phụ kiện đầu nối MC4 rất là nhiều ốc, tắc kê bắn bắn cái da treo, rồi đầu mở tạo cái đầu cốt đây. Này là sách hướng dẫn, đây bảo hành, sách hướng dẫn sử dụng, có số series, có test report đây. Đây và đây là nhân vật chính của chúng ta, mắt 80 màu trắng rất là đẹp. Ở đây thì máy không có màn hình hiển thị mà sử dụng bằng cái vòng tròn, cái đèn báo này. Ở trên này có các đèn báo trạng thái hoạt động, báo cảnh báo kết nối, rồi các cái mức công suất hoạt động của máy ở đây. Còn phía dưới của máy là ở đây có tới 6 MBUT với 12 đầu vào input, gọi là hai string 1 MBUT, và dòng DC của nó là đây đây, dòng Max 80 đây. Max DC power của nó là được 104.000 W, coi là 104 kW đầu vào, và điện áp tối đa mỗi trình là 1.100 V DC. Điện áp bắt đầu là từ 250 mA, từ 200 đến 1.000 V. Dòng định mức của nó là 25A mỗi MVT, và điện áp định mức là 600 V. Ở 600 V 225 A là ngưỡng tối ưu. Ở đây là có 6 2 4 6 6 gì gì. Đây cái phần ở đây thì có hai cái DC switch riêng biệt cho hai bên. Mỗi bên 3 mT. Hai DC switch, và ở đây là các phần kết nối dữ liệu, kết nối giữa phần giao tiếp và AC output. Thì ở đây sẽ có thể mở cái nắp bên này để xem các cái phần đấu nối, cũng như là các phần chống sét ở phía bên cái tủ điều khiển bên này. À, bắt đầu. Đây là toàn cảnh thân em nó khi được đưa ra ngoài, đây rất là trắng trẻo và dễ thương. Ở đây là hai hai dãy DC, mỗi dãy được đóng ngắt bởi một cái DC switch riêng biệt, thì mỗi bên có 3 MBUT, và mỗi MBUT này thì có hai đầu vào, có nghĩa là nó có tới 6 MBUT. Đây là một trong những dòng dòng inverter mà có nhiều MBUT, có nghĩa là nó cho phép đấu nối được
nhiều dãy pin khác nhau, với các loại khác nhau. Đây các cổng kết nối. Và ở phía sau thì có thể nhìn rõ các phần tản nhiệt. Chú xíu mình đứng lên. Chú xíu làm sao đứng đứng nó lên để có thể nhìn rõ được phía sau. Bắt đầu. Rồi em sẽ tiếp tục mở cái hộp đấu nối rồi ở bên phần bên cạnh này để xem các cái phần đấu nối của inverter. Bắt đầu. Rồi sau khi mở cái ốc thì ta có thể xem được các phần kết nối ở bên trong. Đây, cái này là để dựng cái này lên. Rồi. Cái này ở đây là có các cái cổng giao tiếp RS-485 này để kết nối với side meter hoặc là giao tiếp 485 và quản lý theo dõi máy. Thì ở đây, đây là bộ lọc phần AC, lọc EMI phần AC. Rồi ở trên này có tích hợp cái module GPRS luôn, có khe SIM, coi là có thể gắn SIM vào để theo dõi trực tiếp trên máy. Đây các cái cổng kết nối 3 pha, 3 dây pha và 1 dây trung tính. Còn dây nối mát thì ở trên vỏ đây. Các phần giao tiếp thì được đấu nối ra ngoài theo chuẩn IP65. Đây. Hộp này khi đóng lại thì nó cũng kín nước, khăn nước chuẩn IP65 luôn. Đó. Các cái cổng kết nối rất là lớn. Ở đây là bên hông máy với cái quạt tản nhiệt phía lưng. Thật ra quạt này là quạt tản nhiệt ngoài ở phía lưng máy nên các phần mạch bên trong là được cách ly và làm kín hoàn toàn. Phần bên ngoài là quạt thổi lên tấm nhôm để tản nhiệt cho máy. Các quạt này dễ dàng tháo ra để thay thế và bảo trì. Đấy, thông số kỹ thuật cơ bản của máy đây. Mã VN được phân phối chính hãng ở Việt Nam. Đây là bát test các cái QC, AET. Rồi phía sau máy. Phía sau máy thì ở đây có quạt tản nhiệt cho 3 phần cái cuộn xuyến lớn ở đây. Đây nó có các cái cuộn bút gọi là cuộn xuyến để tăng áp và được giãn nhiệt cũng như là sắp xếp rất là hợp lý và đẹp. Đây cái phần công suất được giãn nhiệt bởi các cái lá nhôm rất là lớn phía sau đây. Ra. Ở đây thì đây này là để giống ở đây và ở đây có một cái anten. Anten này được kết nối chắn ở phía dưới đây với cổng anten này. Đây anten đi kèm. Chúng ta có thể nhìn rõ được các cái phần cấu thành của inverter. Rồi, cảm ơn các bác. À, ok. À, các bác nào quan tâm đến dòng sản phẩm RWatt Max 80 này cũng như các cái dòng sản phẩm khác của RWatt thì có thể liên hệ công ty trách nhiệm hữu hạn Solar Việt ở địa chỉ 44C đường số 12, phường Trường Thọ, Thủ Đức. Solar Việt là nhà phân phối RWatt chính hãng tại Việt Nam. Tất cả các sản phẩm của RWatt đều có đầy đủ COCP và đảm bảo các tiêu chuẩn để hòa lưới điện lực. Rồi cảm ơn các bác đã quan tâm và theo dõi video. Hẹn gặp lại các bác trong video tiếp theo.